hành trình vượt sông, chui rào thép gai vào biên giới Mỹ. Hàng nghìn người di cư từ nhiều nước cố gắng vượt sông biên giới và hàng rào thép gai để đặt chân lên đất Mỹ với mơ ước đổi đời. Lúc bình minh ngày 24 tháng 9, đoàn người di cư nắm tay nhau vượt sông biên giới Rio Grande. Bờ nam sông là lãnh thổ Mexico, phía bên kia là Eagle Pass thuộc bang Texas của Mỹ. Đoàn người nối dây thắt lưng lại với nhau để tạo thành một sợi dây chống chọi với dòng nước. Cảnh tượng này xảy ra hàng ngày, với hàng nghìn người vượt biên mỗi ngày, thể hiện sự bế tắc của cả Mỹ và Mexico trong ứng phó làn sóng di cư. Sợi dây bằng thắt lưng bất ngờ đứt, dòng nước cuốn trôi một người mẹ và đứa con 1 tuổi. Người mẹ bơi được vào bờ, trong khi người di cư Yonder Urbina kịp thời chụp lấy đứa bé. Nhóm di cư ném cho Urbina một sợi dây màu xanh, kéo cả hai vào bờ. Thật buồn khi thấy một đứa trẻ trong hoàn cảnh này, khi dòng nước có thể cướp đi sinh mạng của bé hoặc người mẹ, anh nói. Vượt qua được dòng sông biên giới, Urbina cùng hàng nghìn người di cư khác phải đối mặt với hàng rào kẽm gai phức tạp trên lãnh thổ Mỹ. Không thể quay lại, họ quyết định men theo bờ sông và cuối cùng gặp một đoạn tường biên giới làm bằng các thùng container xếp cạnh nhau. Họ quyết định trèo lên để vào đất Mỹ. Tuy nhiên, lính biên phòng Mỹ xuất hiện, cảnh cáo họ không trèo qua thùng container. Theo AFP, sau khi vượt hành trình dài hàng nghìn km từ quê nhà, dường như không chướng ngại vật nào khiến họ chùn chân, bởi họ chỉ còn cách miền đất hứa vài bước chân. Ngày càng nhiều người di cư ồ ạt vượt sông, khiến lính biên phòng Mỹ phải chuẩn bị thuyền, sẵn sàng cứu hộ. Tuần trước, thành phố Eagle Pass ghi nhận tới hơn 9.000 người vượt biên xin tị nạn. Thị trưởng thành phố phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi lực lượng biên phòng bị quá tải. Chứng kiến người di cư chịu đựng nắng nóng gần 38 độ suốt nhiều giờ. Một số nhân viên biên phòng Mỹ mũi lòng, cắt một lối nhỏ trên hàng rào thép gai, giúp họ đi qua. Một gia đình di cư từ Venezuela đã ôm nhau khi vượt hàng rào thành công. Chúng tôi chỉ muốn con cái mình có tương lai, một người di cư 38 tuổi nói. Maria Argentina, 32 tuổi, di cư từ Honduras, ôm con bật khóc sau khi vượt sông Rio Grande, ngày 24 tháng 9. Cô là người tàn tật mất hai chân. Xe lăn của cô đã bị nước cuốn ra một bãi bồi ở giữa sông. Ở những đoạn khác, nhiều người di cư cố chui qua hàng rào dây thép gai, bất chấp nguy cơ bị thương, rách quần áo. Một số chảy rất nhiều máu. Hàng rào thép gai này được chính quyền Texas tu sửa, củng cố hàng ngày nhằm đối phó với làn sóng người di cư ngày càng tăng. Một cậu bé từ Nicaragua vượt rào thành công và đón ba lô do người nhà phía bên kia ném qua. Người cha Venezuela ôm con cười hạnh phúc sau khi vượt hàng rào thành công, đặt chân lên miền đất hứa ngày 25 tháng 9. Trong vài năm qua, hơn 7,1 triệu người Venezuela đã rời bỏ đất nước khi quốc gia này đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế. Nhiều người trong số đó tìm đường tới Mỹ để tìm cơ hội mới. Một gia đình ôm nhau sau khi vượt biên thành công để đến Eagle Pass, Texas. Khi mặt trời lặn, giới chức Texas bắt đầu vá lại các lỗ hổng trên hàng rào thép gai. Nhưng họ biết cảnh tương tự sẽ lặp lại vào ngày mai, cũng như các ngày tới. Dòng người vượt sông biên giới chỉ ngừng lại khi hoàng hôn buông xuống. Nơi đây vốn là một điểm nóng. Hôm nay thật căng thẳng. Nhưng với chúng tôi, nó cũng như bao ngày khác ở nơi biên giới, một lính biên phòng Mỹ nói. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.